Alo các bạn, hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2004, trong khi mình đang lái xe trên đường cao tốc thì bỗng nhiên hiện 7 chiếc xe VF8 trên đường Highway 24 này, trên đường cao tốc này. Và địa điểm này cách xa cảng Bình Nghĩa Sà khoảng khoảng 15 phút. Cho nên mình nghĩ đây là những chiếc xe đang chở ra những cái đại lý trong showroom hoặc là đang chuẩn bị trên đường đi giao hàng cho khách. Vì gần đây báo chí nói là VF8 đang được cho thuê là rẻ nhất hiện giờ. Xe điện rẻ nhất hiện giờ cho thuê là xe VF8. 249 đô một tháng, no down payment cho 3 năm. Báo vừa đăng hôm nay, electric gì đó. Và cũng cách đây một năm mình có duyên với VinFast hay sao á, đang đi siêu thị ở Range 99, cũng cách cảng khoảng 15 phút nào mình thấy chiếc xe này. Lúc này là chiếc xe này vẫn hình như chưa giao cho khách, cho nên cái bảng số vẫn còn để là manufacturer, nghĩa là của vẫn cái bảng bảng số xe vẫn là của công ty VinFast. Và trong khi mình đang quay phim thì hai nhân viên bước ra tiệm, bước ra siêu thị nói mình không được quay phim, xóa đi, mình chỉ cười thôi. Giống như anh chàng Dương Cầm bị mấy tụi Trung Quốc kêu xóa video vậy đó. Cách đây năm mình đã thấy xe này rồi.